nhạc sĩ Lam Phương là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu của tân nhạc miền Nam Việt Nam, với gần 170 tác phẩm đã phổ biến kể từ năm 1952 cho đến nay. Năm 15 tuổi, ông sáng tác bản Chiều Thu Ấy, nhưng mãi đến năm 1954, ông mới nổi danh với hai bài Kiếp Nghèo và Chuyến Đò Vị Tuyến. Nhạc của nhạc sĩ Lam Phương trong thập niên 1950 chủ yếu là cảm xúc về cuộc di cư năm 1954, bao gồm những bài như Chuyến Đò Vị Tuyến, Nhạc Rừng Khuya, Đoàn Người Lữ Thứ, Nắng Đẹp Miền Nam. Nói về quân đội Việt Nam Cộng Hòa như Bức Tâm Thư, Tình Anh Lính Chiến, Triều Hành Quân. Đến thập niên 1960, nhạc sĩ Lam Phương viết rất nhiều bản nhạc nổi tiếng và đem lại cho ông những khoản lợi rất lớn về tài chính. Nhạc sĩ Lam Phương trong một lần lên Đà Lạt biểu diễn văn nghệ, ngồi trên khu nội trú nhìn xuống thung lũng, ông viết bài Thành Phố Buồn và bán nó với giá 12 triệu đồng. Ngoài ra còn rất nhiều bản nhạc khác như Tình Bơ Vơ, Duyên Kiếp, khiến ông có một tài sản lớn. Sau thời gian đau khổ với những chuyện tình của mình, nhạc sĩ Lam Phương đã lập gia đình. Thời gian đó ông viết nhiều tác phẩm vui tươi, điển hình nhất là tác phẩm Ngày Hạnh Phúc. Bài hát được chọn làm nhạc hiệu chương trình gia binh của đài phát thanh quân đội và người dân dùng rất nhiều trong các đám cưới ngày 30 tháng 4 năm 1975, cũng như rất nhiều người khác. Ông và gia đình lên tàu Trường Xuân để tị nạn, mà không kịp mang theo tài sản gì. Ông ra đi với hai bàn tay trắng. Khi ở trên bông tàu, ông viết bài Con Tàu Định Mệnh với câu hát: Khi đi thấy đường đã xa, bây giờ đường về xứ còn xa hơn ngàn lần. Khi đến đất Mỹ, ông viết tiếp bản Mất với câu hát Da Diết: Sau phong ba trời thêm đen tối, lìa quê hương khi mới đổi đời. Nhạc sĩ Lam Phương sau khi đến Mỹ, trong hoàn cảnh khó khăn khi phải kiếm tiền bằng những công việc chân tay nặng nhọc, thì không may hạnh phúc gia đình tan vỡ. Ông vô cùng đau xót và viết hàng loạt ca khúc mà tiêu đề chỉ có một chữ như Điên, Mất, Tiếc. Trong đó nổi tiếng nhất có lẽ là bài Lầm và Say. Một lần nữa, ông lại trắng tay rời sang Paris, mà như ông nói rằng người ta đi tị nạn chính trị, còn tôi tị nạn ái tình. Ở đây, ông đã gặp được một người phụ nữ tên Hường và viết hàng loạt ca khúc vô cùng tươi vui như Bé Yêu, bài Tango Cho Em. Điển hình là bài Mùa Thu Yêu Đương với câu hát Đường vào Paris có lắm nụ hồng. Hồng ở đây là xuất phát từ người phụ nữ tên Hường. Tuy nhiên, cuộc tình này không đi đến đâu, nên sau cùng ông viết Tình Vẫn Chưa Yên. Mong ai mở trang giấy mưa tuôn trong tim suốt năm canh dài từng hạt buồn đau tí tách hiên ngoài lệ đã âm âm khóc đêm không nhà lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá cô đơn đêm khuya dưới cơn mưa gào lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào có giấc mơ về quê cũ thấy em xa cuộc vui đèn hắt yêu soi dáng gầy ô lư lệ khóc cho đầy nhớ thương lệ ướt duyên tình vẫn vương bên ngoài gió mưa sao buồn vắng buồn chất lên đầy bước chân giang hồ bờ mắt rêu xanh màu nhung nhớ
con tim tha hương thiết tha mong chờ. Một nhịp cầu xuyên nối qua đôi bờ. Duyên thành mưa đá cô đơn đêm khuya dưới cơn mưa đào, lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào. Có giấc mơ về quê cũ thấy em xa cuộc vui, đèn hát hiu soi sáng gầy cô linh, lệ khóc chờ để nhớ thương duyên tình vẫn vương bên ngoài gió mưa sao buồn vắng thương. Buồn chất lên đầy bước chân sang hồ, bờ mắt rêu xanh màu nhung nhớ. Con tim tha hương thiết tha mong chờ, một nhịp cầu duyên nối qua đôi bờ. Xin được gửi lời chào yêu thương đến với tất cả mọi người đang xem chương trình Nghệ sĩ và tác phẩm của đài SBTN. Đây là một chương trình khá là mới mẻ quý vị. Cảm ơn anh Hồ đã mời em đến với chương trình này. Đây là một chương trình mà Hoàng Yến rất là thích. Và nhạc sĩ mà Hoàng Yến hát ngày hôm nay cũng là một nhạc sĩ mà Hoàng Yến đã yêu thích từ lâu. Cảm ơn chú Lâm Phương rất là nhiều đã cho ra đời những tác phẩm thật là hay. Hôm nay cháu sẽ hát những bài hát của chú. Và xin cảm ơn quý vị đến với chương trình. Và mong rằng là quý vị sẽ đón xem chương trình Nghệ sĩ và tác phẩm. Và bài hát tiếp theo cũng là một sáng tác của chú Lam Phương, Tình chết theo mùa đông, xin được gửi tặng đến tất cả quý vị. Người đắm rồi
ngại buồn vì ai gây chia ly, vì ai em ra đi mãi mãi. Giờ thì còn lại gì, hay muôn kiếp khóc cho nhau. Chúc anh hạnh phúc trong tình duyên mãi sau. Là lời của ca khúc Tình Chết Theo Mùa Đông được nhạc sĩ Lam Phương viết vào khoảng đầu thập niên 1970. Đây là một trong những ca khúc được nhạc sĩ viết cho mối tình si mà ông dành cho nữ danh ca Bạch Yến, cùng với các ca khúc Chờ Người, Tiễn Người Đi, Tình Bơ Vơ. Trong bài Chờ Người, nhạc sĩ Lam Phương đã viết: 10 năm trời chẳng thương mình, để anh thành kẻ bạc tình. Cột mốc 10 năm đó cũng được ông nhắc lại trong bài Tình Chết Theo Mùa Đông. Đừng nhắc người ơi, 10 năm rồi còn gì. Mối tình mà Lam Phương dành cho Bạch Yến đã kéo dài suốt 10 năm. Trước đó, vào đầu thập niên 1960, ca sĩ Bạch Yến sang nước ngoài du học, rồi đi lưu diễn khắp thế giới. Cũng trong thời gian đó, cô vẫn thường ghé lại Việt Nam nhiều lần. Những lần gặp nhau thoáng qua ngắn ngủi giữa Sài Gòn cũng đủ để nhạc sĩ Lam Phương dạt dào cảm xúc và sáng tác các nhạc phẩm để đời. Trời vào thu, Việt Nam buồn lắm em ơi. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi. Cuộc tình của nhạc sĩ Lam Phương dành cho ca sĩ Bạch Yến đơn thuần là một mối tình đơn phương, chỉ là tình bơ vơ mà không được đáp lại. Danh ca Bạch Yến từng nói rằng Lam Phương đã hỏi cưới nhưng cô không đồng ý và mọi chuyện kết thúc từ độ ấy. Có lẽ vì vậy mà nhạc sĩ Lam Phương đã kết thúc bài Tình Chết Theo Mùa Đông với câu hát: Giờ thì còn lại gì, hay muôn kiếp khóc cho nhau. Chúc em hạnh phúc trong tình duyên mai sau. Tiếp theo cũng là một sáng tác của chú, bài hát được mang tên Như Giấc Chim.
bao. Còn những gì ngoài một đời chia ly, cuộc tình vừa ra đi bằng con tim sâu uất, bằng ngày tháng buồn tênh, đêm đêm ôm kỷ niệm trong giọt sâu lênh đênh. Cuộc đời có là bao, từ khi ta bước đã lắm khổ đau, tình như cơn mưa rào, mình vẫn đến tìm nhau, tình chiều vui đã vội bỏ nhau. Còn những gì tình người nắng đó, lệ biệt ly tan nát lời chung dương, đêm đêm vô về trong nguyện thế tung cánh bay đi. Còn những ngày mặt nồng ngần ngại, người đành quên hay cứ vui cho kỷ niệm xưa không cả em. Biết người con ghi khắc trong tim, bây giờ mình đã xa nhau, thương anh nước mắt tuôn trào. Mười năm yêu đó như cơn mưa rào, như giấc chiêm bao. Như giấc chim bao,
Đây cũng là một bài hát Hoàng Yến yêu thích nhất của chú Lam Phương. Cũng là một cái kỷ niệm của Hoàng Yến quay trong cái cuốn Asia. Bài hát này rất là nhiều kỷ niệm quý vị. Tiếp theo cũng là một sáng tác của chú, xin được gửi tặng đến tất cả quý vị. Xin thời gian qua màu.
Xin thời gian qua mau. Đây là một bài hát mà Yến đi hát. Rất là nhiều người yêu cầu bài hát này. Bài hát này thì là một thể loại nhạc kiểu bolero, nên là mọi người rất là yêu thích, nên là lúc nào Yến đi hát thì cũng được yêu cầu bài hát này. Tại vì lâu lâu mà hát được một bài hát nhạc kiểu bolero thì khán giả rất là thích. Một lần nữa xin cảm ơn chú Lam Phương rất là nhiều. Bài Cho Em Quên Tuổi Ngọc là một tuyệt phẩm của nhạc sĩ Lam Phương, sáng tác vào thập niên 1980 ở Pháp Quốc. Bài hát đã lách thoát khỏi dòng nhạc thông thường mà Lam Phương thường hay viết. Một ca khúc mang dáng dấp nhạc hàn lâm ngoại quốc là bài duy nhất mà nhạc sĩ Lam Phương viết cả lời Pháp lẫn lời Việt. Bài hát đã được nhiều nữ danh ca trình bày trong gần 40 năm qua, được người yêu thích nhưng ít người biết đến hoàn cảnh xuất xứ của bài hát này. Vào những năm 1980, nhạc sĩ Lam Phương ở Pháp có một người bạn rất yêu văn nghệ đang thực hiện một cuốn phim và nhờ Lam Phương viết nhạc cho cuốn phim đó. Nội dung cuốn phim nói về cuộc đời phản chiến của một cựu nữ sinh viên trong cao trào sinh viên tranh đấu đầu thập niên 1970. Cô tham gia nhiều cuộc biểu tình để lật đổ chính phủ miền Nam. Sau này khi ra nước ngoài, cô gái nhớ lại những việc làm của mình, hối hận về những hành động bộc phát khi xưa đã vô tình gây những hậu quả to lớn cho quê hương. Cho em trao một lời cuối ăn năn quê hương tội tình. Cô rất ân hận và tìm đến men cay để quên đi sự việc đã qua. Hơi men nào cũng chẳng đủ say, thêm cho đầy giấc mộng chua cay. Có nhớ phút giây lầm lỡ, uống cho thật say, uống quên ngày mai. Cô sinh viên năm xưa cũng nguyện rằng, mong muốn sau này khi hoa tàn úa, xanh xao, phong ba dập vùi, sẽ được trở về Việt Nam sống, rồi chọn cách chết ở trên quê hương để chuộc lại lỗi lầm. Em xin nằm xuống, mang theo con tim ngậm ngùi. Giấc mơ nhỏ nhoi, đưa em tìm cõi, thiên thu, yêu thương đời đời. Câu chuyện này được chính nhạc sĩ Lam Phương kể lại trong một chương trình nhạc. Ông cũng cho biết, phần lời Pháp của bài này, ông viết một nội dung hoàn toàn khác, về một chuyện tình đau thương và cay đắng. Cho Em Quên Tuổi Ngọc có lẽ là bài hát đầu tiên mà nhạc sĩ Lam Phương sáng tác theo đơn đặt hàng. Tuy nhiên, theo như Lam Phương tâm sự, ông đã viết bài này với trọn con tim và tâm hồn, đặt rất nhiều cảm xúc của mình vào, nên bài hát được khán giả đón nhận nồng nhiệt, rất được yêu thích, trở thành một trong những bài hát hay nhất trong sự nghiệp sáng tác của ông. Và bài hát tiếp theo cũng là một sáng tác của chú, xin được gửi tặng đến tất cả quý vị. Cho Em Quên Tuổi Ngọc. Cho em quên cơn mộng ảo xa xôi thơ ngây ngày nào, em quên được phút trong tay mưa bay xa xao, đến muôn đời sau em không còn nhớ yêu thương bên nhau lần đầu. Cho em trao một lời cuối ăn năn quê hương tội tình, em xin được khóc cô đơn ôi thân phận mình. Thế gian còn ai, em xin từ giã thơ ngây xuôi theo dòng đời. Hơi men nào
cũng chẳng đủ say, thêm cho đầy giấc mộng chưa cay. Có nhớ phút giây lầm lỡ, uống cho thật say, uống quên ngày mai. Thế gian đổi thay, quanh ta có ai? Đời còn chi tàn úa xanh sao, phong ba sợ vui. Em xin nằm xuống mang theo con tim ngậm ngùi, giấc mơ nhỏ nhoi đưa em vào cõi thiên thu, yêu thương đời đời. Chẳng đủ say, thêm cho đầy giấc mộng chưa cay. Có nhớ phút giây lầm lỡ, uống cho thật say, uống quên ngày mai. Thế gian đổi thay, quanh ta có ai? Đời còn chi hoa tàn úa xanh sao, phong ba dập vui. Em xin nằm xuống mang theo con tim ngậm ngùi, giấc mơ nhỏ nhoi đưa em vào cõi thiên thu, yêu thương đời đời. Cho em quên tuổi Ngọc. Đây là một bài hát mà lần đầu tiên Hoàng Yến được hát bài hát này. Cũng là một trong những bài hát mà Yến cũng rất là yêu thích, đã chọn những bài hát này để hát ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị sẽ ủng hộ cũng như là đón xem chương trình nghệ sĩ và tác phẩm. Và bài hát cuối cùng, Hoàng Yến xin được gửi tặng đến tất cả quý vị, cũng sáng tác của chú Lâm Phương. Bài hát được mang tên Em Đi Rồi. Xin cảm ơn quý vị. Em đi rồi, đường xưa có nắng không anh, lá hoa còn xanh hay tàn theo tháng ngày. Giờ một mình em lẻ bước trong sương mai, người tình còn đâu, chỉ đơn đau con tim. Em đi rồi, từ đây tiếng hát cô đơn biết chia cùng ai nỗi buồn trên xương người. Một lần biệt ly chẳng biết nói năng chi, lệ tràn bờ mi thì đã quá chia.
Dù tình thật xa, tình vẫn còn đây. Khóe mắt u hoài vì ngất lệ chưa vơi. Chơi buồn tình yêu, chơi đêm bao tố. Mưa tuôn thành dòng, còn gió biển đông. Tình buồn tình xa, tình không mà xóa. Hai phương trời rộng, tình vẫn mênh mông. Có nắng không anh, lá hoa còn xanh hay tàn theo tháng ngày. Giờ một mình em lại bước trong sương mai. Người tìm còn đâu, chỉ đơn đau con tim. Em đi rồi, từ đây tiếng hát cô đơn biết chia cùng ai nỗi buồn trên xứ người. Một lần biệt ly chẳng biết nói năng chi, lệ tràn bờ mi thì đã quá chia ly. Dù tình thật xa, tình vẫn còn đây. Khóe mắt u hoài vì ngất lệ chưa vơi. Trời buồn tình âu, trời đêm bao tố. Mưa tuôn thành dòng, thuận gió biển đơn. Tình xa, tình không mơ xóa. Hai phương trời rộng, tình vẫn mãi. Kết thúc chương trình Nghệ sĩ và tác phẩm ngày hôm nay, và mong rằng là quý vị sẽ đón xem và ủng hộ cho chương trình. Một lần nữa Hoàng Yến xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin chúc quý vị có một ngày thật là bình an. Xin cảm ơn quý vị. Từng phút mong từng giây, anh ơi.
xa nhau mãi mãi. Thà rằng người đừng về cho nuôi tiếc thêm dâng cao, để cho tình chết theo mùa đông năm nào. Người đến tìm tôi một đêm trời bao bùng, giọng nói ngày xưa như hờ hoa. Đừng nhắc người ơi, người đắm rồi còn gì. Em sợ những ngày